Nhờ diễn biến ở tập trước, tôi đã quyết định đi cứu họ. Ê, phía trước hình như có người. Giúp họ thử xem sao. Ê, khoan. Mày đang gặp vấn đề gì? Oh shit. Holy moly. No, đừng có lao đến như vậy chứ. Đồ xanh. Chết giờ. Mấy thằng này. Trời ơi, mấy con này từ từ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ui, cái thằng kia. Ui. Hai người kia ổn rồi, còn cái thanh niên này chạy dữ ta. Cay thế. Ê, thằng kia quay lại mày. Ơi, thằng này nó hồ báo thế. Thôi, với vậy được rồi. Đâu có xanh. Qua tôi cứu hàng kia rồi. Rồi hàng kia ổn kìa. Tôi đã chở họ đi và họ đồng ý chở về trại của tôi. Chào mừng đến với trại của tao. Thì nhìn nó hơi bận chút xíu nhưng mà không sao. Chúng ta có thể cùng nhau xe lại mà. Chúng ta? Thì tiền nhân đã nói rồi. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha. Ăn thế rồi nó dễ. Thế nên là hôm nay chúng tôi quyết định đập cái chỗ này đi xe lại. Nếu mà muốn đập đi xe lại thì chúng tôi phải cần nhiều, rất nhiều tài nguyên. Cho nên là hôm nay chúng tôi sẽ đi săn, đi kiếm tài nguyên đấy. Trước tiên á là tài nguyên sẽ có trên những con zombie. Cho nên là càng quét cái khu này cái đó. Kiếm chỗ nào đông đông zombie xíu nha. Ui, ở đây có này, xuống luôn. Đạn hết, đạn gần hết rồi. Loot đi, loot phụ tao. Zombie kìa. Đúng rồi, nên như vậy. Chết chưa? Hay lắm. Ê, xe tao, vãi, đừng có bắn. Đố xanh. Hoàng, để giờ tao chế đạn, xíu đạn lên. Okay, let's go. Ui. Hên quá. Ổn. Ổn cái bà già mày. Loot hết chưa? Để coi đồ nhiều không? Cũng khá nhiều đấy. Nhưng mà chưa có đủ đâu. Chúng ta nên loot để có thể xây dựng được cái trại của chúng ta. Loot thật nhiều. No. Thì như anh em đã biết rồi, tập trước cái bánh xe này nó bị hư. Cho nên là nói chung là tôi đã sửa được rồi đấy. Ở đây có vẻ là được đây. Ở đây có vẻ là một cái thị trấn này, chắc chắn sẽ có đồ. Chúng ta nên vào đây. Nhưng không có nhiều zombie lắm thì phải. Lại có một cái cửa hàng tiện lợi. Ngon nha, để đậu xe cái. Nói chung là trong cái thời đại này cũng phải gọi là văn minh và lịch sự. Đấy, ok đấy. Đấy, chúng mày phải canh chừng nhá. Đứng ngoài canh chừng đi. Rồi, vậy được, ổn đó. Để tao vô hôi đồ cái. Rồi, ok đó. Ok. Hình như có đám người xấu ở trên kìa. Tôi nghe tiếng súng của họ. Come on. Còn thằng nữa mà. À, rồi lại thêm thanh niên mất tích nữa rồi. Hoàng, có vẻ là chúng ta nên giúp họ thì phải. Ê, tao giúp hai mày đó. Ui, no. Mày dám bắn tao. Chúng ta nên đi rồi, zombie đã kéo đến quá đông rồi. Đi, zombie đông quá. Đi. Ôi rồi. Lại nữa, cả team tôi nó đã mất tích nữa rồi. Uổng công cứu nó vậy mà nó bỏ mình kìa. Chán thiệt. Nhìn chữ tao. Tính làm gì? Suy nghĩ lại không? Ui, nó có súng. Chán mấy thanh điên thiệt. Biết tao là ai không mà ăn rồi cái chỉ súng vào mặt tao thế nha. Ui. Xuống luôn, tới luôn rồi đó. Bắn nó đi. Tao vô tao loot cho. Ok, đủ rồi đó, ok. Rồi sẵn tiện trời chưa tối thì mình tìm thêm tài nguyên. Trời ơi, ổn phết đó chứ. Tỉnh này. Bắn đi, cứ bắn đi. Tao sẽ thu thập tài nguyên cho. 8:01 PM. Thôi chợ đã tối rồi đó. Rồi buổi tối zombie nó sẽ mạnh hơn đó. Chúng ta nên về thôi. Ở ngoài đây lâu sẽ rất là nguy hiểm đấy. What the f***. Xe bị thủng lớp rồi. Không lẽ là đám người xấu. Holy shit man. No. Không thể tin được. Lần này chúng ta toàn thật sự rồi. Đằng sau ghê. Zombie. Run. Nó chạy kia, nó tới kia. Ô xanh. Chạy.
Ra người xấu nữa. No. Nope. Thì chúng tôi đã về rồi đấy. Nói chung là hôm qua là chúng tôi chỉ giả chết thôi đấy. Còn về chuyện giả chết thì một thằng biến thì mập thù lù, còn thằng thì biến thành đàn bà thì cái chuyện đó thì tôi không biết. Nhưng mà nói chung là chúng ta đã có được đủ tài nguyên rồi đó. Chúng ta có thể xây một cái doanh trại ở đây. Tôi sẽ quyết định xây nó ở đây này, ở cái khu vực này. Ổn chứ hả? 2000 years later. Sau những ngày giờ làm vất vả thì cuối cùng nó cũng đã xong rồi đây. Nói chung là khá là vĩ đại luôn đấy. Đây là có một cái cổng này. Đấy, mở ra được của nó. Và bên đây thì tôi đã chuyển mấy cái, mới đầu là tôi xây bên đây nhưng mà tôi đã chuyển qua bên đây hết rồi, tại bên đây nó gần núi này. Nói chung là xây cũng khá là lớn và mất cũng khá là nhiều tài nguyên, nhất là gỗ mất nhiều vai. Và đây là bốn cái lều, đây là chỗ chúng ta có thể sinh tồn đây. Và đây đặc biệt nhất, kho vũ khí đấy. Đây là kho vũ khí, khá là ngầu luôn ấy thực sự. Nhưng mà giờ thì chưa có gì trong đó cả. Hơi khá là đói rồi, chắc phải đi săn rồi. Đi săn một thứ gì đó, tôi cần một người đi theo để đi săn. Về là để chị em phụ nữ nhà đi. Chuyện gì? Tao nghe nói trong khu quân sự còn một chiếc máy bay trực thăng còn hoạt động. À thế à, xong nói sớm ba. Nói chung là giờ đi săn xong đi, rồi cái chuyện đó để tính sau. Later that same evening. À, như mọi người đã biết, nhiệm vụ của chúng ta là cứu cái thế giới này, cũng như là cứu người. Nếu mà có trực thăng mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Thế nên là hôm sau chúng ta sẽ đến khu quân sự. Mọi người đã rõ chưa? Ok, cứ theo kế hoạch là vậy đi nha. Ok, có vẻ là chúng ta cần nhiều thính đây. Chúng ta đã có xe mới, chúng ta đã có xe mới. Không tới rồi. Quy. Yo. Vậy là chúng ta sẽ đi xuống dưới đây này. Ui, lại tụ tập đua xe. Không bỏ ta. Đúng là thời zombie mà còn không bỏ đuôi xe. Chuẩn bị đi. Ôi. Rồi. Ok. Ngon. Cái vùng này đông quá, come on xuống. Ôi, thôi xuống. Xuống đi. Ôi. Rồi. Item. Wow. Hộp đầu xuống mọi người. Hộp đầu xuống. Ui. Rồi đứng đây luôn, để tao xử cho mấy bọn này nó dễ lắm. Nope. Hộp bài. Tiến lên. Chúng ta chỉ cần nhặt thính thôi. Ok, rồi. Ok, xuống thôi nào. Ổn rồi đấy, cất xuống. Yep. Vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Tomorrow for sure. Yep. Chính là cái ngày này, chúng ta sẽ đột nhập khu quân sự và lấy đi chiếc máy bay trực thăng. Let's go man. Chúng tôi chạy đến đây thì cũng đã tối rồi. Ở khu quân sự này đang đóng cửa. Có vẻ là chúng ta sẽ tìm đường khác vào vậy. Tôi nghĩ ra một cách là chúng ta có thể sử dụng một cái bậc này có thể bay vô. Nhưng mà gần lấy đà khá là xa đấy. Ui không được rồi. Come on. Được. Yes. Come on, tao sẽ giúp mày. Come on. Zombie đông này. Thử coi này.
Tuổi luôn. Chúng ta có thể làm được mà, tôi nói rồi. Mon, let's go, let's go. Chúng ta cần đi đến chỗ máy bay chứ không phải là mấy con này. Nó bên đây à, nó bên đây à. Ok, ok, ok. Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yes, 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 yes. Let's go, baby. Come on, chúng ta phải chiến đấu thôi. Yup. Let's go, baby, let's go. Come on, come on. Come on. Chúng ta cần tiến vào chỗ máy bay. Đông quá. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Yes, yes, yes. Come on, come on, come on. Lấy máy bay, lấy máy bay. Come on. Let's go, baby. Let's go. Không ngờ còn một chiếc máy bay vẫn còn lại. Come on, lên. Lên nào. Bay về nhà thôi nào. Let's go, baby. Và tôi đã cứu được rất nhiều người. Và cuộc hành trình của tôi đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.